Ta-da! Đây là em rùa cả. Rồi em nó bơi ngửa. Chân này rất là cứng à. Nào, cho em nó tập bơi à? À, tập đi. Em đang đi đâu đây? Em mà giúp tung vào giữa hai cái bể. Bên này là hai em rùa nước. Bên kia đang là tóc leo cầu thang. Hai bể này là có cả lắp tre lắp đậy nha. Em vừa cạn rồi chúng ta chạy nó bơi. Em vừa cạn đâu là em trốn đi đâu đây, rùa mà chạy nhanh đây. Chụp cưỡi cho hai con cưỡi nhau. Hai em chạy nhau đi chơi à? Chùi rất sâu. Đây, xuống nước à. Em này có vẻ rất hiền. Chà chà, số này thoát hơi này.